Chào các em, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học bài học 3 của Unit 15 nhé. Lesson 3. Number 1. Listen and repeat. Trong phần 1 này các em sẽ lại được thực hành những âm. Bây giờ chúng ta nghe máy trước nào. Page 34. Lesson 3. Activity 1. Listen and repeat. Clothes. She wears new clothes at Tet. Close. Close the door, please. Flowers. My mother buys lots of flowers for Tet. Floor. I clean the floor in the afternoon. Ok, bây giờ chúng ta thực hành lại nhé. Trong hai từ đầu tiên thì hai chữ cái được viết màu đỏ này. Các em khi phát âm trong từ chúng ta đọc là cl. Cl. Có nghĩa là chúng ta không có đọc riêng chữ cờ và chữ l mà chúng ta đọc nhanh và hai cái chữ đó nó nối vào nhau, nó chỉ tạo thành có một âm thôi nhé. Cl. Cl. Và từ có chứa hai chữ cái này, ví dụ close. Close. She wears new clothes at that. Close. Close the door, please. Tiếp theo, thì hai chữ cái này các em đọc là fl. Fl. Chúng ta không đọc f và l mà chúng ta nối hai cái âm đó, hai chữ đó lại với nhau nhé. Fl. Flowers. My mother buys lots of flowers for Ted. Floor. Floor. I clean the floor in the afternoon. Như vậy là chúng ta đã thực hành xong phần số 1. Now let's go to number 2. Số 2. Listen and write, then say aloud. Phần này các em sẽ thực hành nghe và viết. Sau đó thì các em hãy nói lớn cái câu mà mình vừa mới viết hoàn chỉnh nhé. Trước khi nghe thì các em hãy xem là trong bài cho chúng ta cái gì nào. 4 câu. Câu 1. We give our teachers lots of... On Teacher's Day. Give. We give our teacher. Từ give thì thông thường nó có nghĩa là cho, đưa cho. Và trong cái câu này thì chúng ta hiểu nghĩa đây là tặng đúng không? Chúng tôi đã tặng cho thầy cô của mình những cái gì gì đó đúng không? Trong cái từ chấm chấm này này là chúng ta sẽ nghe một từ để điền vào đây nhé. Vào ngày nhà giáo. Câu số 2. Chấm chấm. The door. Vậy chỗ này các em phải nhớ ra và phải đoán trước được rằng chúng ta sẽ thiếu một động từ gì nữa đúng không? Ví dụ như là đóng cửa hay mở cửa gì đó nhé. Please. Tiếp theo câu số 3. The chấm chấm are beautiful. Cái gì đó, chỗ chắc chắn chỗ này sẽ là một danh từ đúng không? Rất là đẹp. Cái gì đó rất là đẹp. Câu 4 nè. She's cleaning the chấm chấm now. Cô ấy đang lau dọn cái gì đó bây giờ. Vậy thì các em hãy liên tưởng đến và nhớ đến những cái từ mà chúng ta vừa nghe trong phần 1 này nhé. Ví dụ như từ close, close. Flowers, floor, đúng không? Chúng ta có thể đoán trước là cô ấy có thể đang lau sàn nhà nè. Floor. Chúng ta có thể đoán như vậy đúng không? Beautiful, đẹp. Đẹp thì ở đây là hoa, có thể là hoa đẹp đúng không? Hoặc có thể là đóng cửa, mở cửa. Giống như từ bên trên chúng ta vừa nghe nhé. Bây giờ các em nghe máy nhé. Page 34. Activity 2. Listen and write. Then say aloud. 1. We give our teachers lots of flowers on Teacher's Day. Vừa xong chúng ta nghe được chữ flowers, đúng không? We give our teachers lots of flowers on Teacher's Day. Cho nên chỗ bỏ trống này các em sẽ viết từ flowers nhé. Chúng ta nghe câu số 2. 2. Close the door, please. Close the door, please. Hãy đóng cửa, đúng không? Và đây sẽ là động từ close. Như thế này nhé. Number 3. 3. The clothes are beautiful. Chúng ta nghe được chữ nào nào? The clothes are beautiful. Những bộ quần áo này rất là đẹp, đúng không?
Chúng ta có từ này nhé. The clothes are beautiful. Tiếp theo. Four. She's cleaning the floor now. She's cleaning the floor now. Chúng ta có từ này nhé. Bây giờ các em sẽ đọc lại những câu hoàn chỉnh mà chúng ta vừa mới làm nè. 1. We give our teachers lots of flowers on Teacher's Day. Chúng tôi tặng thầy cô giáo của mình rất nhiều hoa trong ngày nhà giáo. 2. Close the door, please. Đóng cửa lại nào. Hãy đóng cửa lại. 3. The clothes are beautiful. Những bộ quần áo rất đẹp. 4. She's cleaning the floor now. Cô ấy đang lau dọn sàn nhà. Bây giờ cô ấy đang lau dọn sàn nhà. Ok, chúng ta sang phần tiếp theo. Number 3. Let's chant. Phần này thì các em sẽ quan sát sách giáo khoa và chúng ta nghe máy nhé. 4. Activity 3. Let's chant. What do you do at TET? 1, 2, 3, 4. We buy flowers and decorate the house. We clean the floor and we wear new clothes. We go out and run along the street. We see our family and all our friends. Bài mà chúng ta vừa nghe nè. Bạn làm gì vào dịp Tết? Chúng tôi mua hoa và trang trí nhà cửa. Chúng tôi lau dọn sàn nhà và chúng tôi mặc những bộ quần áo mới. Chúng tôi đi chơi. Từ go out ở đây là đi chơi hoặc là đi ra ngoài nhé. And run along the street và vui chơi, chạy trên đường phố. Run là chạy nhé. Và chạy nhảy trên đường phố. Chúng tôi đi thăm gia đình và tất cả bạn bè của chúng tôi. Ở đây kem có từ see. See có nghĩa là thăm hoặc là gặp gỡ nhé. Gặp cũng được nhé. Number 4, phần số 4. Read and complete. Hãy đọc và hoàn thành. Bây giờ chúng ta hãy đọc đoạn văn ngắn này và các em hoàn thành vào phần còn thiếu của những câu bên dưới nhé. Chúng ta cùng đọc đoạn văn nào. Hello, I'm Mai. It's Tết soon. I have a lot of fun with my family. Before Tết, we go to the market and buy many flowers. We decorate our house and make bánh chưng. We have a big party and watch the firework displays. During Tết, we visit our grandparents, teachers, and friends. We love Tết very much. Xin chào, tôi là Mai. Sắp đến Tết rồi. Tôi có nhiều niềm vui. Tôi rất là vui cùng với gia đình của mình. Trước Tết, chữ before này là trước nha các em. Nó có nghĩa là trước khi hoặc là trước nhé. Trước Tết thì chúng tôi đi đến chợ và mua nhiều hoa. Many là nhiều, nhiều hoa. Chúng tôi trang hoàng, trang trí nhà cửa của chúng tôi và làm bánh chưng. Make bánh chưng, làm bánh chưng. Chúng tôi có một bữa tiệc lớn, party. Party ở đây là bữa tiệc. Chúng tôi có một bữa tiệc lớn và watch là xem. Xem bắn pháo hoa. Trong suốt Tết chúng tôi đi thăm ông bà của chúng tôi, những thầy cô giáo và những người bạn. Chúng tôi rất là thích Tết. Rồi, đấy là cái đoạn văn nhé. Bây giờ chúng ta xem phần câu bên dưới nè. Number 1. It's soon. Soon là sắp mà, hay là sớm, hay là chẳng bao lâu, đúng không? Vậy thì cái gì sắp xảy ra trong cái người đối với bạn Mai đang nói trong đoạn văn? Đó chính là Tết nè, đúng không? Cho nên Kem sẽ điền chữ Tết vào đây nhé. It's Tết soon.
Number two, Mai's family go to the market and buy many. Gia đình của Mai đi chợ và mua nhiều. Thì trên đoạn văn bạn Mai có nói là mua nhiều hoa đúng không? Các em sẽ điền từ flowers vào đây nhé. Okay, number three, they decorate. Họ đã trang trí. Họ trang trí cái gì nhỉ? Chúng ta xem trên đoạn văn này. We decorate our house, đúng không? Họ trang trên đây thì Mai nói là chúng tôi trang trí nhà cửa của chúng tôi. Thì ở đây các em thấy là chủ ngữ thì lại nói là chủ ngữ là they, đúng không? Có nghĩa là chúng ta nói về gia đình Mai chứ không phải là Mai tự nói nữa. Cho nên thì câu này sẽ là họ trang trí. Thì mình phải nói là họ trang trí nhà cửa của họ. Cho nên các em phải đổi chữ our này thành chữ their, tính từ sở hữu của họ, đúng không? Sẽ là their house. Như thế này nhé. They decorate their house and make, và làm bánh chưng, đúng không? Chúng ta viết từ bánh chưng vào đây nhé. Yes. Now number four, they watch. Họ xem gì nào? Trên đây nè, Mai nói là and watch the firework displays. Bây giờ chúng ta sẽ hoàn thành cụm từ này vào. They watch the firework displays. Number five, they visit. Họ đi thăm. Họ đi thăm ai nào? During Tết, we visit our grandparents. Đúng không? Họ trong suốt Tết thì họ đi thăm ông bà của họ, đúng không? Thì ở đây Mai nói là our grandparents. Ở đây các em sẽ đổi thành là their grandparents nhé. Rồi, ở đây thì có một cái dấu phẩy nhá. Dấu phẩy chỗ này có nghĩa là chúng ta phải viết một tìm một cụm từ nữa. Thì trên đây là gì nào? Teachers. Ok. And. Họ thăm này. Những người này, những người này. Và cái từ cuối cùng thì thông thường chúng ta sẽ để từ and, đúng không? And. Thầy cô giáo và bạn bè. And friends. Như vậy là chúng ta đã hoàn thành xong phần số 4. Now let's go to number 5. Chúng ta sang phần số 5 nhé. Write about your Tết. Hãy viết về Tết của em. Ở đây thì chúng ta có là before Tết, chủ ngữ I người ta cho sẵn mình này, và có hai dòng bỏ trống nhé. During Tết, chủ ngữ I và hai dòng bỏ trống. Vậy thì before đây là trước, đúng không? Trước Tết thì mình làm gì, mình sẽ viết vào đây. During là trong suốt nhá. Trong suốt. Trong suốt Tết thì tôi làm những gì? Có nghĩa là trong những ngày Tết mình làm gì thì mình sẽ viết vào đây nhé. Trước Tết này, ví dụ như thường thì các em sẽ trang trí nhà cửa hoặc là đi chợ, đi siêu thị để mua sắm những vật dụng cần thiết, đúng không? Ví dụ này, trang trí nhà cửa các em dùng là I decorate my house. I decorate my house. Rồi gì nữa nào? Ví dụ chúng ta đi mua sắm các em sẽ dùng là go shopping. Trang trí nhà cửa, đi mua sắm và gì nữa? Làm bánh chưng, đúng không? Làm bánh chưng nhé. And make bánh chưng. Nếu các em thích thêm các hoạt động khác thì chúng ta có thể viết vào đây nhé. Và hoạt động cuối cùng thì chúng ta mới dùng từ and. Còn trong Tết, trong suốt Tết này, during Tết. Trong suốt Tết thì chúng ta thường làm gì nào? Các em đã sửa sang nhà cửa và chuẩn bị hết các thứ rồi thì chúng ta thường là sẽ đi thăm người thân này, bạn bè, thầy cô, đúng không?
Các em sẽ nói là I visit my grandparents, đúng không? Tôi thăm ông bà của tôi. Rồi gì nữa nào? Thầy cô giáo. Kem dùng từ teachers. Chúng ta có thể thăm ông bà thầy cô này. Rồi chúng ta làm gì nữa? Trong suốt Tết thì các em có thể là ăn bánh chưng chẳng hạn, đúng không? Và gì nữa nào? Chúng ta có thể là mình sẽ nhận tiền lì xì, đúng không nào? And get lucky money. Và nếu các em muốn viết thêm các hoạt động khác thì chúng ta cứ việc viết vào đây nhé. Tiếp theo chúng ta sẽ làm phần số 6 nhé. Phần này thì các em sẽ làm gì nào? Make a greeting card for Tết. Hãy làm một cái thiệp chúc mừng Tết nhé. Greeting card đây là thiệp mừng nhé. Thiệp chúc mừng. Thiệp chúc mừng Tết. Then write wishes to your friends. Và sau đó thì hãy viết những cái lời chúc cho bạn của mình. Ở đây có chữ to. To có nghĩa là khi các em gửi đến đâu đó, đúng không? Ví dụ như là Mary, đúng không? Gửi cho Mary. Và khi các em chúc này, wishes là những lời chúc. Vậy thì các em muốn chúc bạn gì thì chúng ta ghi vào đây nhé. Ví dụ như là chúc bạn có nhiều niềm vui, đúng không? Thì các em sẽ viết là have fun. Có nhiều niềm vui này, đúng không? Hoặc là chúng ta có cái lời chúc mừng năm mới là Happy New Year. Vân vân. From, đây là đến từ ai, có nghĩa là mình viết thì mình sẽ viết cái tên từ cái người gửi á, tên của mình đó. Ví dụ em tên là Linh. Thì em viết vào đây như thế này nhé. Trong nội dung này thì các em có thể thay đổi tùy theo ý của mình.